Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn. Thưa chủ đồ ban tổ chức chúng tôi, bây giờ đến giờ làm lễ thành hôn của chú rể Văn Đại và cô dâu Ngọc Hiền. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn hãy vào vị trí chỗ ngồi của mình để dự lễ thành hôn long trọng ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Vâng, xin trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới 2015, Quốc Toàn thay mặt cho anh em ban nhạc Minh Đoàn xin gửi lời chào, lời chúc trân trọng nhất đến toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn đã có mặt trong buổi lễ cưới của chú rể Văn Đại và cô dâu Ngọc Hiền. Vâng, nhân dịp năm mới, Quốc Toàn gửi tới lời chào, lời chúc trân trọng nhất đến toàn thể quý vị một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ và tiền xa đầy túi. Vâng, và Quốc Toàn cũng không quên những lời chúc cho đến bậc cao liên, con cháu Thảo Hiền hiếu nghĩa trước sau, cụ bà thì sức khỏe sống lâu, của ông sung sức như thời 22. Chúc cho các chị gái anh trai tình yêu phơi phới như hoa lả mùa xuân. Chúc cho các chị em công nhân làm lương nhiều lương ít, cuối năm là giàu. Và chúng ta cùng chúc cho nhau làm ăn khấm khá, xứng đáng là người Việt Nam. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn, thật đúng là mùa xuân thì phải có hoa đào, mà đã bước lên sân khấu thì phải có lời chào đầu tiên. Vâng, mùa xuân cho hoa cải thêm vàng, cho cam da đỏ, cho làng phú quý. Vâng, và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật to để chào đón hai bác trưởng đoàn cùng các bạn âm thanh nữ tú tiến vào hôn trường cưới. Vâng, xin trân trọng kính mời.